Không có tương hội làm sao có phân ly? Người nói đúng. Không có tương hội thì làm gì có việc ly? Nếu như năm đó mẹ con không sinh ra con sẽ không phải ở nơi này khổ sở 5 năm rồi. Đến nay con và Phương Linh cũng sẽ không có nỗi đau biệt ly này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ thiếu một bước. Nếu Phương Linh đến sớm một bước, muội ấy sẽ thấy được Phó Hồng Tuyết là một con yêu quái. Hoặc là muội ấy đến muộn một bước, con sẽ có một nhát kiếm xuyên thủng tim của Phó Hồng Tuyết. Như vậy tất cả sẽ kết thúc rồi. Con nói Phó Hồng Tuyết là yêu quái. Không sai. Con tận mắt nhìn thấy Phó Hồng Tuyết chính là một con yêu quái. Con thật sự không ngờ muội ấy thà tin người khác cũng không muốn tin tưởng con. 5 năm con ở đây, mỗi lúc không thể chịu đựng được nữa, muội ấy giống như là một cái trụ vậy, đứng phía sau đỡ con vậy. Nhưng hôm nay cái trụ này gãy rồi. Con nói Phó Hồng Tuyết có hình dạng yêu quái, vậy lúc thần trí của cậu ta tỉnh táo chắc vẫn nhận ra con. Con cũng không rõ nữa. Hắn một lúc giống như là một con giả thú đang gào thét, một lúc lại nói tiếng người. Cứ như là trong cơ thể hắn có chứa hai người vậy. Đó không phải yêu quái, là độc của xích ảnh xà. Độc của xích ảnh xà. Ta cũng nghe những bậc tiền bối trong giang hồ nói, tương truyền người của ma giáo luyện công, bọn họ sẽ ở trước Lam Sơn tìm một loại rắn xích ảnh ngàn năm, sử dụng động vật có độc, sẽ làm cho công lực của bản thân tăng gấp bội, nhưng loại độc này lại không có cách nào hóa giải trong cơ thể. Chỉ đến khi bọn họ gặp được lời kêu gọi của đồng bọn ở gần đây dục quả đốt toàn thân, biến thành hình dạng nửa người nửa yêu. Cha, muội muội, hai người đang ở đâu? Cha, muội muội, hai người đang ở đâu? Cha, muội muội. Cha. Cứu con. Cha, cứu con. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Ngươi tên là gì? Ta tên là... Thả ta ra! Thả ta ra! Ý người là người từng dính chất độc này, một khi có tiếng gọi của đồng loại sẽ liền biến thành hình dạng nửa người nửa yêu à? Ta cũng là nghe các vị tiền bối nói, nhưng ta chưa gặp. Con đi đâu? Con muốn đến Vạn Mã Đường chứng minh thân phận của Phó Hồng Tuyết với tất cả mọi người. Con không thể đi, không có lệnh bài Vạn Mã, con sẽ rất nguy hiểm. Không lo được nhiều đến vậy. Tiểu thư. Cha, cha ngủ rồi sao? Con vào đi. Cha. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Sao ta luôn cảm thấy vừa hôm qua con là đứa trẻ quấn quýt bên cạnh cha, hôm nay vừa chớp mắt đã sắp gả đi rồi.
Con sắp gả cho người ta rồi, cha có đau lòng không? Nói không đau lòng là lừa dối. Cha làm sao mà không hy vọng cả đời này con sẽ luôn ở bên cha chứ? Nếu không phải sức khỏe của cha ngày càng sa sút, mấy cái kẻ tôm cá trong giang hồ kẻ nào cũng thèm khát vị trí của Giảng Mã Đường, cha cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Cha đừng nói linh tinh, sức khỏe của người còn tốt lắm. Linh Nhi, cha biết Mộ Dung công tử, tính cách của cậu ta có hơi buông thả, nhưng tương lai của các con sẽ là phu thê về lâu dài, con lại là tiểu thư khuê các, sau này con phải bao dung cậu ấy hơn. Cha yên tâm đi, chàng ấy đối với con rất tốt. Vậy thì tốt. Hôm nay, người thiếu niên xông vào Giảng Mã Đường, ta nghe người khác nói rất nhiều về chuyện liên quan đến các con. Ý cha là Phó Hồng Tuyết. Người sống trên thế gian này luôn gặp phải người vận mệnh không hợp, bát tự tương khắc với mình. Con và Phó Hồng Tuyết có vài hiềm khích, truyền đến miệng người khác khó tránh khỏi những lời thêu dệt, cha không cần bận tâm. Xem ra con rất hiểu cậu ta. Chẳng qua chỉ là một người lỗ mãng, nhận tiền người ta rồi đến hành thích, đánh cho hắn đi là được. Đừng nhắc đến nữa. Vậy thì tốt. Cha hỏi xong rồi, đến lượt Linh Nhi hỏi rồi. Con muốn hỏi gì? Con tìm được trên người cô Thúy Nồng thứ này. Xem ra con biết hết rồi. Việc tỷ tỷ đi làm mật thám, sao cha không nói cho con biết? Việc này dù gì cũng cần có một người đi làm. Ta chỉ vì con thôi, cũng để đảm bảo an toàn cho nó. Nó là mật thám 5 năm ở vô danh cư. Những năm này, phàm là người đến Giảng Mã Đường chúng ta đều phải đi qua biên thành. Đi qua biên thành thì không qua được con mắt của nó. Những năm này, nó vì Giảng Mã Đường, vì con mà ngăn chặn bao nhiêu nguy hiểm. Đến bản thân ta cũng không đếm hết nữa. Giảng Mã Đường nhiều người như vậy, tại sao lại cứ phải là tỷ ấy? Chỉ có nó là thích hợp nhất. Nói như vậy, người sớm đã có sắp xếp rồi. Bởi vậy bắt đầu từ ngày tỷ ấy trở thành con nuôi, người đã sắp xếp cả rồi. Sao người có thể nhẫn tâm? Có thể bất công như vậy? Điều này không có công bằng hay là không công bằng. Giống như một đôi giày, cần phải có mặt giày và đế giày. Mặt giày để cho người khác nhìn, đế giày thì để đi. Nếu đế giày không ngăn được những thứ bẩn thỉu thì mặt giày sẽ bị bẩn. Ta biết tỷ muội con trong lòng đều có chướng ngại không thể vượt qua. Các con tuy rằng không có quan hệ ruột thịt, nhưng con phải thông cảm cho nó. Cho dù trong lòng con có người tỷ tỷ đó hay không, nhưng ta biết trong lòng nó luôn coi con là muội muội. Mấy năm nay nếu không phải vì con, nó cũng không trụ được đến ngày hôm nay. Còn một canh giờ nữa là bắt đầu tiệc mừng rồi, chưa bắt đầu chúng ta cũng phải uống. Nào uống rượu đi. Người nói xem, đôi trai tài gái sắc này đúng là Sài Lang đi với hổ báo, đại tiểu thư của Giảng Mã Đường cùng với Mộ Dung công tử đúng thật là không được chết yên lành đúng không? Đúng đúng, người đó. Lão chi thù ta chưa uống say bao giờ, hôm nay nhất định phải say một trận. Nào uống đi. Thank you.
Cô lại đến đây làm gì? Lẽ nào cô quên đã tiểu thư đã nói? Cô còn dám bước vào Vạn Mã Đường nửa bước? Vạn Mã Đường, trên có lão thần, dưới có mã nô, ai cũng có thể rút đao chém chết cô. Phương Linh sẽ gặp nguy hiểm trong hôn lễ, hôm nay ta nhất định phải vào Vạn Mã Đường, đại tiểu thư nói rồi. Cô chính là mối nguy hiểm lớn nhất của cô ấy. Nếu huynh không tránh ra, ta chỉ đành xông vào vậy. Nếu cô đã muốn xông vào, đừng trách lưỡi đao của ta vô tình. Mau, mau lên. Người đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thư nghe nói là Thúy Nồng cô nương xông vào đây. Thúy Nồng? Phải rồi, Kiều Qua sắp đến rồi. Ta sẽ ra ngay. Không phải tỷ nói sẽ không đến Vạn Mã Đường nữa sao? Sao vẫn còn đến đây? Muội muội nghe ta nói này, hôn sự này thật sự có nguy hiểm. Vì sự an toàn của muội, nhất định là ta phải ở bên muội. Tỷ tỷ, chúng ta đã bên nhau mười mấy năm rồi, từ bé đến lớn tỷ luôn bảo vệ ta, sợ ta gặp nguy hiểm. Ta rất cảm ơn mười mấy năm nay tỷ đã vì ta mà làm nhiều việc như vậy. Bây giờ ta đã trưởng thành rồi, không còn là một cô bé con nữa. Ta muốn làm những chuyện của riêng mình, không cần sự bảo vệ của tỷ nữa. Phương Linh, hãy để ta ở bên muội. Để ta ở lại. Ta xin lỗi tỷ. Tiểu thư Kiều Hoa đến rồi. Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay. Đời thứ 16, họ Mộ Dung, Mộ Dung Minh Châu. Ý gì đây? Xin mời tân lang, cháu đích tôn 16 đời của Mộ Dung thị, Mộ Dung Minh Châu. Ta nói này, tiểu thư này quá là không đáng tin, mặt trời chiếu đến mông rồi, có ra đây không? Mộ Dung Minh Châu, nếu như ngươi còn không ra đây thì tân nương đem gả cho người khác bây giờ đi. Theo ta thấy, chắc vẫn chưa tỉnh rượu đêm hôm qua. Đến rồi, nhìn kìa. Hey.
Hôn lễ chính thức bắt đầu. Trời sợ hãi, đất sợ hãi, mắt đổ máu, trăng không sáng. Một khi đã vào Giản Mã Đường, đao đoạn nhẫn, nhân đoạn trường, đừng hòng quay về được quê hương. Mã Không Quần, ngươi là ai? Thì ra ngươi sớm đã quên ta rồi. Xem ta trị ngươi đây. Thiếu gia, thiếu gia. Tổng cộng là 13 vết dao, vết nào cũng chí mạng. Công phu 13 đao trong chớp mắt này đến ta cũng không nhìn rõ. Hắn quả thật là rất nhanh, thật là muốn tỉ võ với hắn thử xem. Một đao mà có thể chí mạng rồi, cần gì phải dùng đến 12 đao còn lại chứ? Không phải là có mục đích gì chứ? Mục đích của hắn rất có thể là muốn nói với chúng ta, hung thủ giết chết Bạch Thiên Vũ năm xưa vẫn chưa chết, rửa tay gác kiếm 12 năm mới ra tay lần nữa. Sao có thể chứ? Thiên Cẩu đã bị Liên Đồng Ma Giáo chúng ta thiêu chết vào mười mấy năm trước rồi. Sao hắn có thể sống được chứ? Lẽ nào hắn có thuộc xuyên tường độn thổ sao? Hoặc là bất tử? Mã Không Quần, thiếu gia nhà của chúng ta đi đường xa tới đây làm để, bây giờ lại chết ở Giản Mã Đường của ông. Ông bảo chúng tôi phải ăn nói như thế nào bây giờ? Tại sao lại lấy mạng người khác? Thế giao của Mã gia và Mộ Dung gia. Mộ Dung công tử là đại công tử của Mộ Dung tiên sinh, nên ta đã coi là con rể rồi. Nay cậu ta chết trước mắt ta, trong lòng ta cũng đau như mất đi đứa con rể. Các người bảo lời này có ý nghĩa gì? Con rể ta xương cốt vẫn còn chưa lạnh, các ngươi còn muốn động vào tình cảm giữa hai gia đình sao? Hung thủ giết hại con rể Mã Không Quần, ta nhất định sẽ phanh thay hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng Mã Không Quần ta không những là trưởng môn của Giản Mã Đường, nhạc phụ của Mộ Dung Minh Châu, lại là thủ lĩnh của toàn Võ Lâm. Không những ta phải chịu trách nhiệm với Mã gia và Mộ Dung gia, mà còn phải chịu trách nhiệm với an nguy của toàn Võ Lâm. Bây giờ tên hung thủ này chưa chạy đi xa, việc cấp bách nhất là bảo vệ sự an toàn cho những người đang ngồi ở đây. Ông chủ Mã, thứ lỗi cho Ngô Thương Hải ta nói vài câu. Những lời khi nãy Thiên Cẩu nói, mỗi người chúng ta ngồi ở đây đều nghe rõ. Hắn đến đây là vì một mình ông. Ngô trưởng môn, năm đó Giản Mã Đường ta kết hợp với các môn phái Võ Lâm cùng nhau thiêu chết hắn. Các vị đang ngồi ở đây e là cũng không thoát khỏi liên can. Nếu như nói tên hung thủ này thật sự là dư nghiệp của ma giáo, vậy thì không phải hắn tới đây vì một mình Mã Không Quần ta đâu. Mọi người đều có phần. Bắt người thì phải bắt ngựa, tóm trộm thì phải tóm vua. Vẫn mong đợi người tuyệt đối đừng trúng kế của hắn. Mọi người hãy yên tâm, chỉ cần có Mã Không Quần ta ở đây, ta tuyệt đối không để cho bất kỳ ai bị thương. Phong Mãn Thiên có, giữ chặt mọi cửa lớn nhỏ của Vạn Mã Đường, đính một con ruồi cũng không được lọt qua. Dân Công Tôn Đoạn có, dẫn theo các quân để đi tìm kiếm thật kỹ từng ngóc ngách của Giản Mã Đường, cho dù hắn có thuật độn thổ, ta cũng phải đào ba tấc đất để bắt hắn lên. Dân Linh Nhi, để con phải sợ hãi rồi. Cha, không cần lo cho con. Linh Nhi chỉ lo lắng cho cha thôi. Mọi chuyện đã qua rồi, mau cất đồ đi, về nghỉ ngơi cho tốt. Linh Nhi xin về phòng trước. Mã tiểu thư, có thể nói chuyện riêng một chút không? Có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Các người đều lui xuống đi. Nhưng mà tiểu thư, ông chủ đã dặn dò. Diệp công tử là bạn của ta, có huynh ấy ở bên cạnh ta, mọi người có thể yên tâm được rồi. Đi đi. Dân, đi thôi. Huynh tìm ta có việc gì? Hãy nói cho ta biết Phó Hồng Tuyết đang ở đâu. Chàng ấy ở đâu sao ta biết được? Nếu như nàng không biết, e là không còn ai biết nữa. Diệp Khai, nếu như hôm nay huynh đến tìm ta chính là để nói những lời vô vị như thế nữa, thì xin lỗi, ta không nói nữa.
Khi nãy trong bữa tiệc cưới mọi người đều có mặt, chỉ có Phó Hồng Tuyết là không. Giang Mã Đường đã xảy ra chuyện lớn như vậy, những người này sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Ý của Quynh là Phó Hồng Tuyết là hung thủ, đương nhiên ta không hy vọng là Quynh ấy. Nhưng chỉ có chỗ ngồi của Quynh ấy là trống. Bây giờ mọi người đã bắt đầu bàn tán về Quynh ấy, không phải là chàng ấy. Sao nàng lại khẳng định như vậy? Chắc chắn là nàng biết Quynh ấy đang ở đâu có đúng không? Diệp Khai, sự thông minh của Quynh không nên dùng lên người ta. Ta không cần biết chàng ấy ở đâu. Ta chỉ biết, ta vô cùng hiểu chàng ấy. Chàng ấy không phải là loại người đó. Ta biết Phó Hồng Tuyết trong lòng nàng có vị trí rất quan trọng. Thế nhưng bây giờ có từng nghĩ, có thể Phó Hồng Tuyết mà nàng quen lại không phải là Phó Hồng Tuyết thực sự. Dù sao các người cũng chỉ quen biết có một tháng. Diệp Khai không ngờ rằng Quynh cũng nói xuyên tạc sau lưng người khác. Không bao lâu, tất cả mọi mũi nhọn đều sẽ chỉ về Quynh ấy. Đến lúc đó chỉ dựa vào sức của một mình nàng vốn dĩ không thể giúp nổi Quynh ấy. Chúng ta đều không hy vọng Quynh ấy bị ép vào đường cùng. Đa tạ Quynh quan tâm Phó Hồng Tuyết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng có biết Phó Hồng Tuyết là người của ma giáo không? Vốn dĩ ta không muốn nói cho nàng biết. Phó Hồng Tuyết là con của Hoa Bạch Phượng, đại công chúa ma giáo năm đó. 16 năm trước, ma giáo bị các môn phái Trung Nguyên Võ Lâm đánh bại. Hôm nay, người trong các phái Võ Lâm tập trung tại đây. Mỗi một người ở đây đều là kẻ thù của Phó Hồng Tuyết. Ta biết Phó Hồng Tuyết không phải người xấu. Thế nhưng Quynh ấy lại trở thành vật hy sinh của sự thù hận. Quynh nói cho ta những việc này để làm gì? Chúng ta đều không hy vọng Quynh ấy trở thành loại người đó. Càng không hy vọng Quynh ấy biến thành loại người đó. Cho nên chúng ta không thể trơ mắt nhìn Quynh ấy. Chúng ta phải làm chút gì đó. Nói cho ta biết, nàng biết tung tích của Quynh ấy đúng không? Diệp Khai, đa tạ Quynh. Thế nhưng đây là việc của chúng ta. Không cần Quynh chen vào, nàng vẫn chưa hiểu sao. Bây giờ không phải việc giữa nàng và Phó Hồng Tuyết nữa. Chúng ta sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Mở cửa, mở cửa. Các ngươi đang làm gì vậy? Tả đường chủ, chúng ta phụng mệnh ông chủ đến tìm hung thủ giết chết Mộ Dung Minh Châu. Nơi này không có hung thủ gì cả. Các người đi nơi khác tìm đi. Hung thủ giảo biện, đề phòng ngộ nhỡ, vẫn là để chúng ta vào kiểm tra chút đi. Ta nói rồi, nơi này không có hung thủ gì cả. Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ Tả Thiên Hạc ta là hung thủ sao? Hoàn toàn không có ý này. Vừa rồi Quynh ấy đã nói rồi, chúng ta là phụng mệnh lục soát, hy vọng Tả đường chủ tạo điều kiện. Có tặc vào cửa nhà mình lại làm phiền đến chúng ta, đây chính là bản lĩnh của Giang Mã Đường các ngươi sao? Tả đường chủ bớt giận, chúng ta làm như vậy cũng là vì sự an toàn của người. Chúng ta nói chuyện ở đây, tên hung thủ điên cuồng mất nhân tính đó nói không chừng đã hạ thủ với ai rồi. Không cần các ngươi lo lắng. Bất luận hắn ta là thiên mao thiên cẩu gì, chỉ cần hắn ta dám động đến Tả Thiên Hạc ta, xem ta không cần dùng đến 64 chưởng bạch hạc đã đánh cho hắn tan xác rồi. Nếu đã như vậy, Tả đường chủ tự mình lo liệu vậy. Chúng ta đi thôi. Vừa rồi tại yến tiệc hôn lễ tất cả mọi người đều ở đó, duy chỉ có Phó Hồng Tuyết không có ở đó. Giang Mã Đường đã xảy ra việc lớn như vậy, những người này sao có thể bỏ qua cho Quynh ấy chứ? Ý của Quynh là Phó Hồng Tuyết là sát thủ, ta đương nhiên không hy vọng là Quynh ấy.
Nàng có biết Phó Hồng Tuyết là người của ma giáo không? Vốn dĩ ta không muốn nói cho nàng biết. Phó Hồng Tuyết là con của Hoa Bạch Phượng, đại công chúa ma giáo năm đó, 16 năm trước. Ma giáo bị các môn phái Trung Nguyên Võ Lâm đánh bại. Hôm nay, người trong các phái Võ Lâm tập trung tại đây. Mỗi một người ở đây đều là kẻ thù của Phó Hồng Tuyết. Phương Linh, muội nói cho ta biết muội sớm đã thông đồng với Phó Hồng Tuyết, diễn một màn như vậy ở hôn lễ, đúng không? Ta không biết tỷ đang nói gì. Muội thông đồng với Phó Hồng Tuyết để cho hắn ta phải làm thiên cẩu trong buổi hôn lễ giết chết mụ Dung Minh Châu, sau đó lại đẩy hết tội danh cho một người vốn dĩ không hề tồn tại. Ý của tỷ là ta và Phó Hồng Tuyết cùng giết chết mụ Dung Minh Châu sao? Nghĩa phụ bao nhiêu năm nay thật sự nuông chiều mụi thành hư rồi. Nuông chiều mụi không sợ trời không sợ đất, việc gì cũng dám làm. Hóa ra trong lòng tỷ ta là người như vậy, lẽ nào ta nói sai sao? Tỷ vốn dĩ không hề hiểu ta. Thế nhưng thứ ta nhìn thấy chính là mụi muốn quỷ hoại cơ nghiệp mấy chục năm của nghĩa phụ, quỷ hoại bản thân của mụi. Việc đến nước này, bát nước khất đi khó lấy lại được. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là bảo vệ danh tiếng cho Dạng Mã Đường, bảo vệ danh dự cho muội. Muội nghe lời. Bây giờ cùng đi gặp nghĩa phụ. Ta sẽ đẩy hết tội danh lên người Phó Hồng Tuyết. Tất cả giao lại cho ta. Bất luận ta nói gì, muội chỉ cần nói đúng là được. Bất luận tỷ nói gì, ta chỉ cần gật đầu nói đúng là được. Từ nhỏ đến lớn, từ việc nhỏ như mỗi bữa cơm, mỗi bộ quần áo, đến việc lớn như hôn sự, bất luận là việc gì, mọi người đều nói ta chỉ cần nói đúng là được. Dường như ta sống trên thế giới này, quyền lợi duy nhất chính là chỉ cần gật đầu nói đúng là được. Sau này mọi sẽ hiểu. Chúng ta làm như vậy chỉ vì tốt cho muội. Xin lỗi, lần này ta không thể đồng ý với tỷ. Muội nói gì vậy? Tỷ, ta nói cho tỷ biết, Phó Hồng Tuyết không phải là hung thủ giết người. Đoạn kiếm của muội cũng không phải là chuẩn bị để giết chết mộ Dung Minh Châu. Ta và Phó Hồng Tuyết tình đầu ý hợp. Chúng ta chưa từng nghĩ việc làm hại bất kỳ ai. Muội bị hắn ta lừa rồi. Muội vốn dĩ không hề hiểu hắn ta. Ta có mắt, ta nhìn rõ người. Ta biết ai đối với ta là tình nghĩa giả tạo, ai thật tâm thật lòng. Vậy muội có biết người mà muội coi là thật tâm thật lòng, thân phận thật sự của hắn là gì không? Tỷ muốn nói với ta, Phó Hồng Tuyết là người của ma giáo, đúng chứ? Xem ra muội đã biết cả rồi. Có người sinh ra ở nơi nào không phải tự mình có thể quyết định. Sinh ra ở Dạng Mã Đường như ta không thể quyết định. Cũng như là Hồng Tuyết sinh ra ở ma giáo cũng không thể quyết định. Có người sinh ra là vô tội. Chúng ta không cần thiết vì món nợ của người đời trước mà phải đi trả. Nhưng sói sinh ra thì vẫn phải ăn thịt. Người không phải là súc sinh. Ngoài việc ta chết người sống ra, còn có việc ý nghĩa hơn để làm. Muội muội, muội thật sự điên rồi. Muội rõ ràng biết ma giáo và Dạng Mã Đường là kẻ thù lớn nhất. Người đàn ông này đến Dạng Mã Đường, mục đích của hắn không đơn giản. Muội không những không ngăn chặn, lại còn cố chấp không tỉnh. Đây gọi là dẫn sói vào nhà đấy. Cả đời này ta chưa từng đưa ra lựa chọn gì. Lần này ta kiên quyết với sự lựa chọn của mình. Tỷ, nếu như tỷ thật sự muốn tốt cho ta thì tỷ đừng nói gì nữa, đừng làm gì nữa, cứ yên lặng rời khỏi đây đi. Ta không thể chống mắt lên nhìn muội nhảy vào biển lửa được. Ta nói lại lần cuối cùng, theo ta đi gặp nghĩa phụ. Nếu không thì sao? Không có nếu không. Người đâu? Tiểu thư, có chuyện gì gạ? Đuổi người phụ nữ này ra ngoài đi. Dân,
Ông chủ, tất cả mọi nơi đều đã kiểm tra rồi, không có gì đáng nghi. Ông chủ, tất cả cửa ra vào và lối đi của Vạn Mã Đường tôi đều phái người bảo vệ rồi. Chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Vừa rồi ta đã bảo các huynh đệ kiểm tra lại số lượng người trên dưới Vạn Mã Đường, gồm cả mã sư thủ vệ thị nữ, còn có cả mấy tên mã nô đã bị nhốt ở trong ngục. Bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất mỗi phó Hồng Tuyết thôi ạ. Quả nhiên là hắn. Nhất định là hắn. Tôi sớm đã nhìn ra tên tiểu tử này có ý chống đối rồi. Hắn nhất định là đố kỵ, cho nên mới giết Mộ Dung Minh Châu. Đều là do ta không tốt để hắn ở lại đây. Nếu như để ta bắt được hắn, ta nhất định sẽ dùng đoạn mã này chặt hắn ra thành từng mảnh. Ông chủ Mã, sao ngài lại khẳng định thiên cẩu đó nhất định là người đóng giả? Đây là chuyện của Vạn Mã Đường, không liên quan đến ngài. Ai bảo ta lại thích lo chuyện bao đồng? Đất nhà người ta không bằng, ta phải lấy cái xẻng ứng cho bằng. Ngài Công Tôn Đoạn, sớm đã nghe qua việc công tử có lòng nhiệt tình. Nếu như cậu tình nguyện ra tay tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Ông chủ Mã, năm đó hiện trường thiên cẩu ám sát Bạch Đại Hiệp, ngài đã tận mắt nhìn thấy. Hôm nay tên hung thủ đó trong phút chốc đã ra 13 sát chiêu, thủ pháp giống hệt như năm đó ám sát Bạch Đại Hiệp. Nếu như thiên cẩu thực sự có cơ thể xuyên tường trốn thoát mà không chết, có khi nào năm đó hắn chạy ra từ đám cháy trong tháp Trùng Tiêu, yên lặng trong 20 năm rồi lại ra phục thù không? Hắn không thể nào vẫn còn sống. Truyền lệnh của ta bắt giữ Phó Hồng Tuyết. Hung thủ không phải là Phó Hồng Tuyết. Cha, hung thủ không phải là Phó Hồng Tuyết. Quỳnh ấy không làm những chuyện như vậy. Linh Nhi, chuyện của con và Phó Hồng Tuyết ta đã được nghe qua rồi. Ta biết con đối với tên nam nhân đó có tình cảm khác. Nếu như con bảo vệ hắn, cha sẽ không đồng ý đâu. Cha, con không dùng tình cảm để làm việc bảo vệ cho Phó Hồng Tuyết. Mộ Dung Minh Châu vốn dĩ không phải là do Quynh ấy giết. Chứng minh thế nào? Bởi vì con đã dùng 12 chiếc khóa huyền thuyết nhốt Quynh ấy ở trong tàng phong cát rồi. Tàng phong cát. Sao lại thế này? Chuyện bây giờ giống như là con rận trên đầu hói, bày ra hết cả rồi. Phó Hồng Tuyết được thuê tới để ám sát ông chủ, sau khi bị ta bắt, bị ép làm mã nô. Lúc tên tiểu tử này làm mã nô, luôn có thái độ láo xược với tiểu thư. Hôm nay là đại hôn của tiểu thư, hắn gộp thù cũ thù mới, cho nên đã thoát ra, giả thành bộ dạng thiên cẩu trong hôn lễ, giết Mộ Dung Minh Châu. Không phải như vậy. Cha, không phải như vậy. Con làm loạn đủ chưa hả? Linh Nhi, con là thiên kim của Mã gia, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn con đấy. Mỗi câu nói, mỗi hành động của con không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình mà còn phải chịu trách nhiệm cho cả Võ Lâm. Nhưng mỗi ý niệm trong lòng con, từng câu con nói ra đều liên quan đến Phó Hồng Tuyết. Sau khi ta về Vạn Mã Đường, nghe được không ít những lời đồn liên quan đến cả hai người, thậm chí có những lời nói rất quá đáng, thế nhưng ta không hề tin. Bởi vì ta tin tưởng con gái của ta sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Bởi vậy ta mới mời Phó Hồng Tuyết đến. Ta hy vọng con có thể dùng hành động của mình khiến cho những người loan tin ở ngoài kia có thể rút lời lại. Thế nhưng vừa rồi ở hôn lễ, ta đã hiểu hết rồi. Con nói đi, con dao vừa rồi trên tay con rốt cuộc là như thế nào? Đại tiểu thư, điều cha cô nói là đúng sao? Linh Nhi, từ nhỏ đến lớn, con là đứa con gái ta yêu thương nhất. Trước đến giờ chưa từng xảy ra cãi giả với ta. Lần này là ta vì tương lai của con lao tâm khổ tứ sắp xếp hôn sự giữa con và Mộ Dung Minh Châu. Thế nhưng con lại khiến cho người ta yêu thương nhất trở thành cái xác không hồn. Trả lại cho ta đúng không? Là như thế đúng không?
cha, con đúng là làm ta buồn quá. Hung thủ ở ngay trước mặt, giết chết con rể ta. Bây giờ nghĩ lại, ta không chỉ nên trách cậu ta, mà còn phải cảm ơn cậu ta. Nếu không vì cậu ta, thì bây giờ người đứng trước mặt ta e rằng không phải là con gái ta nữa rồi. Tại sao con lại làm thế? Con phải vì tên Phó Hồng Tuyết đó không? Ông chủ, may mà bây giờ tiểu thư không sao nữa. Ngài đừng tức giận nữa. Cha, con là thiên kim của Vạn Mã Đường, cũng là con gái của người. Từ ngày sinh ra, người luôn bảo vệ con, thay con chống đỡ gió mưa bão táp, yêu thương con. Con biết rằng con rời xa người, rời xa Vạn Mã Đường thì con sẽ không là gì cả. Là con gái của người, con đã có được rất nhiều rồi. Thế nhưng con cũng mất rất nhiều. Cha, con muốn nói với người, thật ra con sống không hề vui vẻ gì. Trong mắt người khác, vui vẻ là điều vô cùng đơn giản, đối với con còn khó hơn. Phải là Quynh mang họ Công Tôn sao? Có điều không sao, ta không muốn lo chuyện của Vạn Mã Đường. Chỉ là Phó Hồng Tuyết và Mã Tiểu Thư đều là bạn ta. Xảy ra chuyện này, ta cũng không tránh được trách nhiệm. Bản thân ta cũng chỉ muốn một đao kết liễu mạng mình, không ai ngăn cản người. Thế nhưng bây giờ ta không thể chết. Địch ở trước mặt chúng ta không thể làm loạn lên được. Ta còn nhớ hung thủ đó đã nói, hắn ta một giờ sau sẽ phải giết một người. Tính đến bây giờ, cũng qua một giờ rồi. Không cần đến ngươi. Ta đã sắp xếp người rồi, tăng cường phòng vệ tứ phía của Vạn Mã Đường. Nếu như phát hiện kẻ địch, lập tức bắn tên phát tín hiệu. Chỉ cần tên đó dám lộ diện, cho dù có thể thoát khỏi một mạng lưới, để xem hắn giở trò gì, cũng có thể không thể thoát ra. Công Tôn đại ca Quynh chắc đã quên, thiên cẩu là bay ở trên trời, không phải là bơi trong nước. Cho dù hắn thật sự biết bay, ta cũng phải chặt đứt cánh của hắn, khiến cho hắn phải là một con chó thực thụ. Người đâu? Thiên cẩu giết người rồi! Thiên cẩu giết người rồi! Mau đến đây! Thiên cẩu giết người! Đại tri thủ, thi thể của Tả Đường chủ là do ông phát hiện ra, không sai. Ta dội đến Vạn Mã Đường đã quên mang bình thuốc đến, biết rõ là Tả Đường chủ có nên mới đến mượn. Khi mở cửa ra phát hiện ông ấy đã chết. Ông ấy bị thiên cẩu giết. Chúng ta cũng vừa mới gặp mặt, không ngờ ông ấy lại là người bị hại thứ hai. Sao lại có thể chứ? Mỗi nơi ta đều bố trí rất nhiều tai mắt. Hung thủ sao lại có thể tiến vào chứ? Xem ra tên thiên cẩu này thật sự là phép thuật xuyên tường động thổ rồi. Đúng là hắn ta đến cùng với chúng ta rồi. Cho dù hắn ta là thật hay giả, ta đến đây là để vui chơi chứ không phải là để đến để chết. Bây giờ rượu hỉ không uống được, vậy ta không thể tiếp tục ở lại nữa. Ông chủ Mã, lấy ngựa cho ta. Báo! Ông chủ, không hay rồi. Không hay rồi, ngựa của chúng ta đã bị thiên cẩu giết hết rồi. Tất cả đều chết hết rồi. Bây giờ tao muốn đi cũng không đi được rồi. Đợi chút, ở bên ngoài gió bão lớn như vậy, ngài ra rất là nguy hiểm. Còn tốt hơn là ở đây đợi chết, vô dụng thôi.
Bão cát này vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có ngựa của Vạn Mã Đường, ai cũng không được ra khỏi đây. Xem ra tên thiên cẩu này muốn biến Vạn Mã Đường trở thành đảo hoang cách ly bên ngoài rồi, ai cũng không đi được. Ta nói cho cậu biết, mạng của lão tri thù ta tự nắm trong tay, các người ai cũng không ngăn nổi. Ta cũng muốn khuyên các vị một câu, mạng quan trọng hơn thể diện. Tại hạ cáo lui trước.